mấy em ơi. Ở đây là khoai, khoai từ, khoai lang, khoai mì. Nhưng mà tới hồi muốn gặp nó lại không thấy đó. Tôi biết nhà nó nhưng mà ghé nhà nó nãy không thấy có ai nhà hết, đóng cửa hết rồi, chắc cũng đi ruộng đi rẫy gì hết rồi. Để chiều chiều một chút có dịp chạy ngang. Có hổm đi he cà thinh ở chùa Tập Bôn thì cũng thấy ảnh đi he với người ta nữa, mà ảnh còn cầm cờ nữa chứ. Đi xin chừng, đi xin rau của bà con ở chợ rau. Rau không đồng. Mới hôm nay thì rau không đồng thì lo tập trung cho lấy hai cây cam. Cây cam nào? Cam nào cũng được hết. Ở đây là khoai, khoai từ, khoai lang, khoai mì. Cà tím. Đủ kìa. Đây mấy anh em đi xin rau nè. Để xin rau từ thiện đó. Ở đây là chợ nông sản Thi Tôn nha bà con.
rau củ quả này, này nọ đó là anh ta tập trung về đây nè. À, ở đây rồi mới phân phối ra mấy cái chợ nhỏ. Đến sôi động rồi, xe đẩy tùm lum la. Xoài nè, củ hành, tỏi, củ cải trắng, bắp cải, cà rốt. Đó, người ta mua gì nè, người ta đem về mấy cái chợ nhỏ người ta bán. Chợ chờ xin chào. Vô đây tao mua để người ta chở đem đi bán. Tím nè, rau, giá. Củ hoa nè, ghe ghe đến một cà giạc kìa. Ê đây, chờ còn hàng chở kìa, đẩy đâu xa dữ vậy. Kéo bộ hay hơn đẩy. Kéo nó chỉnh không? Mấy chị em bạn hàng ta vô đây ta mua nó rẻ, ta đem đi bán ở mấy cái chợ nhỏ lại.
đây thì ta bán giá sỉ, thành thử ra nó rẻ hơn. Rồi bạn hàng ta mua, người ta đi bán lại mới có lợi.